trong đó. Còn để học lý thuyết thì chúng ta sẽ có riêng hai bài ha. Còn khu vực chậu nữa, à là bài của bài vi sinh dục trên mà nó có thể dạng nó là áp xe phần phụ á, nhưng mà cái đó chúng ta sẽ không học riêng ha, mà chúng ta sẽ học cho mọi người hướng dẫn về đó là vi sinh dục trên. Tính ra vô bài nha, bài này chúng ta cũng sẽ thuộc vào bài trên. Rồi, đây là mục tiêu của bài này. Bài này nó không đơn giản như bài hồ sơ tử cung, nó không đơn giản như chỗ nào. Rồi chúng ta sẽ coi tiếp tục ha. Đương nhiên u của bụng trứng thì rõ ràng nó là có u to lên từ của bụng trứng, hoặc là tại là có cái chuyện nữa là di căn từ cơ quan khác tới bụng trứng, ví dụ như ung thư dạ dày cũng sẽ có thể di căn làm cho thành bụng trứng, ung thư bụng trứng, hoặc ung thư đại tràng cũng sẽ có tế bào gây gắt đến bụng trứng làm thành u buồng trứng. Cái này nghe nó u buồng trứng là nói chung á, cả bệnh lý về ác tính và bệnh lý lành tính, chứ chúng ta không nói riêng. Rồi đó, những cái câu xa thì nói u buồng trứng nó phức tạp hơn u tử cung. Tại sao? Tại vì tử cung nó chỉ có một loại tế bào thôi, đó là tế bào cơ trơn tử cung. Còn u buồng trứng chúng ta sẽ học giải phẫu, chúng ta biết u buồng trứng có mấy loại, à xin lỗi, buồng trứng có bao nhiêu loại tế bào, chúng ta nhớ không? Thì ở buồng trứng bao nhiêu loại tế bào thì mỗi loại tế bào hay là một lớp cấu tạo của buồng trứng sẽ thành ra một loại u buồng trứng khác nhau. Nên do đó sẽ có rất nhiều loại u buồng trứng và mỗi loại thì nguy cơ bệnh ác tính của nó cũng sẽ khác nhau. Còn u sơ tử cung thì đã nói 99% là lành tính, chỉ có 1% trở xuống là ác tính mà thôi. Nghe là hồi đó hay không? Cái này có những loại khi chúng ta gặp nó chúng ta nghĩ nhiều nó là lành tính, nhưng có những loại khi chúng ta gặp nó chúng ta sẽ nghĩ nhiều nó là ác tính. Nha, nó khác. Bởi vậy để nhiều hơn hẳn so với u sơ tử cung, chúng ta phải đắn đo, chúng ta phải cân nhắc, và chúng ta sẽ có rất nhiều phương tiện để xác định. Cái việc chẩn đoán u buồng trứng thì đơn giản rồi, nhưng để xác định khả năng lành tính hay nguy cơ ác tính của nó thì lại là vấn đề không dễ nha. Do đó u buồng trứng hiện tại thì phương tiện chẩn đoán ngày càng đang được nghiên cứu, ngày càng như u sơ tử cung, chúng ta chỉ có một phương tiện hầu như đầu tay, đó là siêu âm đơn giản, rẻ tiền và không xâm lấn. Nhưng cái này chúng ta sẽ kết hợp rất là nhiều thứ nha. Rồi mấy cái này là đại cương thuốc tránh thai đã được báo cáo là giảm rõ rệt nguy cơ men buồng trứng nha. Đây là một tiếp một lời cho mấy chị ai sử dụng thuốc tránh thai và buồng. Rồi đó, chúng ta nói có những khu vực chúng ta chức năng thì nó sẽ có khu vực chúng ta thực thể. Chữ chức năng hay thực thể nó có mang hàm ý gì? Chức năng tức là nó là tính, đó là hoạt động sinh lý của buồng trứng tạo ra. Nghĩ khi nó có và khi nó có chúng ta không cần điều trị, chúng ta không cần theo dõi, nó cũng sẽ biến mất. Nha. Rồi, đó là chức năng. Bốn loại năng này sẽ là năng ngang mãn, ngang mạng thể, ngang xuất huyết và ngang hoàng tuyến. Mỗi loại nó sẽ hình thành trong một giai đoạn khác nhau. Ngang mãn hình thành khi nào? Cái này muốn biết và biết lại chu kỳ sinh lý, kinh nguyệt, chu kỳ của hoàng mạng tử cung, chu kỳ của buồng trứng. Ngang mãn là đầu chu kỳ với
khi đủ chung. Cái này nó sẽ duy trì hoàn thể thai kỳ. Nếu có thai còn không thì nó sẽ biến mất. Một là biến mất sau khi nhau sản lập, hai là biến mất sau khi chúng không có thụ tinh. Chúng ta có hiện tượng sản sinh xảy ra. Rồi, nang xuất huyết là nang gì? Đi lâm sàng có khi nào chúng ta không có bài thai ngoài tử cung vỡ, chúng ta có chẩn đoán phân biệt với nang buồng trứng xuất huyết vỡ không? Bạn nào đi lâm sàng rồi có thấy bệnh cảnh không? Thì đây là một cái loại nang lành tính nhưng có khả năng gây xuất huyết nội và chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt với thai ngoài tử cung vỡ. À, tức là một cái nang sau khi nãy đã đụng, cái nãy nó là một cái sẹo. Có nhiều người cái sẹo đó khi đụng xong là nó cầm máu liền, còn có nhiều người nó không cầm máu được, nó chảy rỉ rả, nó chảy một là nó xuất huyết trong nang, tức là nó chảy vô nang to lên thành một cái nang xuất huyết, hoặc chảy đến mức nhiều quá nó sẽ chảy ra ngoài nang và làm xuất huyết nội. Đó là cái hệ nang xuất huyết nha. Còn nang nặng đi là gì, học chưa? Nó là trong trường hợp nào? Nghe thằng Tý, có phải trong trường hợp nào? Trời, học bài học lý thuyết xong trả lời bí mật hết trời hả? Đúng rồi, trong trường hợp hai chân. Đây là sự phát triển của nang mạng do nâng cao của beta hydroxylase nha, thì mới có nang mạng tiền. Rồi đây là những hình ảnh thường ở mức độ y môn thì sẽ cho coi những cái hình ảnh về lành tính nhiều hơn và phổ biến hơn để chúng ta có thể nhận biết ha. Đây là cái nạn trên siêu âm là đang là echo trống thành hỗn ha, ấu trúc tròn hồi tụ không triệu chứng hoặc có những triệu chứng, ví dụ như người ta căng tức nặng hoặc đau đối với những nạn nặng sắp buồng trứng, hoặc ở những bé gái, em gái, các bạn này hay các chị cũng vậy, lâu lâu giữa chu kỳ chị sẽ cảm giác trầm nặng bụng hoặc đau chói, đó là giai đoạn rụng trứng. Ha, khi rụng trứng dịch từ nang mạng nó có thể trào ra một chút thật vô bụng, có thể kích thích một chút về khúc mạc, chúng ta có thể cảm thấy đau. Sau này tụi em đi ngồi một nắp phụ khoa, tụi em sẽ thấy có những bà vô đơn thuần chỉ vì đau bụng dưới. Ha, siêu âm ra không thấy gì đấy, nhưng có một cái nang hoặc cũng không thấy nang luôn nhưng mà thấy cái nội mạc tử cung ở giữa chu kỳ, chúng ta loại trừ hết tất cả bệnh lý về ngoại khoa thì nghĩ nhiều nó là gì, đau bụng dưới chu kỳ. Nên mình có thể để ý bản thân mình cũng vậy, cái đau đó có nhiều người nhẹ cảm thấy rất là vô bệnh viện khám, còn đối với những người khác thì có khi nó là bình thường, cảm thấy rất nhói chứ ở bụng hạ vị rồi thôi nha. Đây là cảm giác của nang mạc. Rồi, em mạng thể, anh chị đã biết rồi nè. Em mạng tím, nó sẽ gặp không những trong bệnh lý tế bào vui là hai trứng mà còn có đa thai, miệng, nồng độ beta oxygen cao thì sẽ xuất hiện em mạng tím. Rồi, vậy thì u chức năng thì sẽ có từ ngược lại lậu thực thể. Chỉ dùng cái từ này thì chị muốn để các em chị muốn phân hẳn ra bốn năm loại u chức năng một bên, còn u thực thể thì nó lại là một loại u có khả năng lành tính mà cũng có nguy cơ lành tính. Tức là cái u này cần phải giải quyết để làm đẹp của mình coi là tính hay âm tính, còn u chức năng thì không cần giải quyết. Hay trước đây người ta sẽ thường gọi một câu là u tân lập và u không tân lập, nhưng mà cái từ đó chị đã cảm giác nó rất khó và em sẽ khó nhớ hơn là u chức năng cho mình thể. U không tân lập là cái u lại nghiêm về chức năng đó, còn u tân lập là những loại u thực thể này mà nó là nhẹ thì đó chúng ta còn đứng sau ha. Rồi nó có rất nhiều thể ha, ví dụ như trong u sơ tử cung thì chúng ta sẽ thấy nó có một loại hình dạng thôi, ví dụ đó là tăng lên của to lên của tế bào vô trơn thì nó sẽ là ECMO hỗn hợp, hoặc là nó là những sợ
lỏng mỡ ha, thì nó sẽ tạo nên cái lỏng biểu mô á, nó sẽ tạo nên là u biểu mô, trong đó có u thịt trong, u thịt nhầy, u dạng lạc nội mạc, dạng nội mạc tử cung hay là tế bào sáng hay tế bào lên đen. Còn ở chung quanh ở giữa thì nó sẽ là mô đệm sinh dục, thì nó sẽ gây ra những cái u nặng. Bạn thấy nhiều chưa? Quá tuyệt vời. Còn tế bào loãng tức là tế bào mặt, bản chất loãng bào là tế bào mặt, thì những khi kết hợp ra nó phát triển thành cái phôi, và cái phôi đó làm sao, đúng không, tế bào tinh trùng và trứng và loãng là tế bào mặt, thì sau đó nó phát triển thành một cơ thể, thì nó có phát triển thành da, nó có phát triển thành lông tóc lông ha, thì cái từ cái tế bào này nó phát triển thành u thì gọi là u tế bào mặt, thì nó có những loại u như vậy. Quá u bì ha, u bì mặt, u sơ bì. Với những cái u quá trình trưởng thành từ cái này trở xuống nghe tên là biết khả năng hạn sinh không có một nha, tại tế bào mặt thường thường nó sẽ phát triển bất cứ một tế bào nào và khả năng hạn sinh nó cao hơn so với những cái tế bào khác. Rồi đây là cái hình, những cái hình này vừa được ra phải mười mấy hai tuổi sau nha, u buồng trứng siêu âm biết là buồng trứng, nhưng về biết về bản chất của nó thì chúng ta chỉ có dạy con bệnh biết được bản chất của nó. Hoặc với những cái u mà dịch không á, thấy dịch trong dịch nhầy chúng ta cũng thường được một phần thôi, nhưng phải gọi dạy con bệnh mới biết chính xác ha. Thì có khi nó có hai ba loại tế bào đâu mà. Rồi đây là cái u dịch trong, chị sẽ nói những cái u thường phổ biến gặp trên lâm sàng, trên lâm sàng ha. Còn những cái u nghịch mặt u xanh ở thì coi thì nó rất khó gặp, nên chị sẽ không bàn ra đó. U nghịch trong khác cho u nang, cái gì nang hải không, nang hải bào đúng không, thì nó trong khe, nhưng thường kích thước nó sẽ to hơn và nó không mất đi ít nhất sau 3 chu kỳ kinh. Còn cái chị nói là rồi nha, cơ năng là nó sẽ tự mất đi ha, bởi vì khác biệt nhau, một phần là tiền hình giác, một phần là chúng ta phải nghe được giỏi. Còn cái em này nó có tự thoái biến mất hay không, nếu nó tồn tại lâu trên một năm thì nghĩ nhiều nó là u tồn tại, nó không phải là u. Còn những cái u cơ năng này chị giới thiệu nó sẽ làm tròn nhiệm vụ của nó ở một chu kỳ, hoặc thậm chí chúng ta qua một chu kỳ khác thì thường là nó sẽ biến mất, và người ta cho thời gian là 3 tháng để nó biến mất nha. Hoặc nó cũng sẽ không biến mất, nhưng tại sao, tại vì chu kỳ khác nó đi một cái này, cái nang khác nó lại hình thành tiếp. Nhưng hơn cho chúng ta là trên siêu âm người ta có thể đọc được những cái chức chất về u chức năng, người ta thông báo cho mình biết luôn đó là u chức năng nha. Còn u một thể người ta sẽ, nó sẽ có những đặc điểm khác nữa. Rồi, có thể thứ nhiều quá, nếu là nhiều quá thì không thể nói là u chứ chứ nào nha. Cái u thì tròn này cái thước lớn thành nhỏ, có thể có nhiều quá mỏng mà có thể có nốt ở trong vách, đây là những biểu hiện cho thấy chắc chắn đây là một u thể, hoặc đây là một biểu hiện cho cái khả năng nó có thể ăn sinh nha. Càng nhiều đặc điểm về vách, về đồi thì nghĩ nhiều u này là có khả năng. Rồi cái u dịch nhầy đây là hai loại u phổ biến của u tế bào tuyến một, u buồng trứng. Chúng ta thấy được dịch trong thì khi em mổ em sẽ thấy cái dịch nó trong suốt kia, nó loãng như nước mà nó có cái màu nâu nhẹ hoặc là vàng nhẹ. Còn dịch nhầy thì nó như là cái keo hồ gì đó, nó nhầy nhầy ra nha. Cái này nó biểu hiện của cái bản chất và cái tên của cái dịch đó. Rồi 75-85% là lành tính ha. Thường là nhiều vì đôi khi to, nếu đứt và vỡ thì sẽ gây viêm phúc mạc chủ nha. Rất là tự nhiên là làm cái slide tự nhiên có mấy cái cắt của cây nè, không thấy gì hết. Đọc được không nhờ? Đây thì đỡ rồi. Đây là cái siêu âm nha.
chị nói cái quá là khu đặc biệt, chúng ta có thể nhìn thấy tất cả các vật trong đó, biển là nó trưởng thành thì nó sẽ thành cái gì đó. U quái ở đây nếu là người ta sẽ gọi là u quái trưởng thành. Còn những u quái khi sau khi gặp những con vật xong mà nó là ác tính thì người ta sẽ gọi là có những thành phần chưa trưởng thành trên đó, thì sẽ gọi là u quái chưa trưởng thành. Những cái u quái đó thì có nguy cơ ác tính cao, hoặc thậm chí nó là ác tính rồi, hoặc nó giáp đi ngang. Nha, còn khi mà một cái dạng con vật đưa ra đó là như là u quái là trưởng thành thì đó là ác tính. Ở đây có một nha, thì cô Mỹ sẽ có một bạn, có nhiều bạn, có một hai bạn có được lần mổ của đơn học. Cái tuổi của tụi em là cái tuổi có thể là u quá, u bì á, thường thường việt nam sẽ nói u bì, nhiều khi nó to quá là phải phẫu thuật mổ nội soi nha. Thì trên cái tờ giấy của mình người ta sẽ ghi là u quái trưởng thành, tại vì người ta tìm thấy tất cả các tế bào trưởng thành đó, còn có một loại tế bào không trưởng thành thì nó sẽ là ác tính. Tuy nhiên, biến chứng của nó rất ác tính, rất là hiếm gặp. So với hồi nãy giờ ba cái loại u bình thường, coi qua thì u bên trong này là ác tính, có khả năng ác tính cao nhất. Tới u quai, u nhầy và tiếp theo mới là u quai. U lạc là hàng tử cung. Đây là một loại u lạc tính. Và trên siêu âm người ta có thể cấp độ u cho mình cái loại này. Nó là u thực thể nè, chứ nó không phải là u cơ năng. Như nó nói là lạc nội mạc tử cung, tức là nó là bệnh lý của trong bệnh lý lạc nội mạc. Lạc nội mạc ở những một ở chỗ khác, tức là biểu môn và mạc tử cung lạc vị gây nên bệnh lý này. Ví dụ như biểu môn tử cung lạc vị ở tử cung sẽ gây ra bệnh lạc nội thì nó gọi là bệnh tuyến của cơ tử cung. Như ông vừa chỉ dạy là em bài u sơ thì nó là sẽ không kịp với cái bệnh lý bệnh tuyến của cơ tử cung thấy nhanh. Bây giờ người ta đọc quá dài quá là mệt, thì người dùng thì sẽ đọc phương tiện hai bài đó là adenomyosis, đó là bệnh lạc nội ở tử cung nha. Còn cái này là endometriosis là bệnh lạc nội tử cung ở buồng trứng, là cái này nha. Nó sẽ gây dị chứng giống như cái adenomyosis là thông sinh, đau vùng chậu hay vô sinh, nhưng cái này thì ở buồng trứng, còn cái kia thì ở tử cung. Rồi đó là những hình ảnh hay những cái u thường gặp để cho tụi em nắm hành để biết về cái gì thì nó sẽ có thể gặp. Người ta nói lên cái tên thì họ biết đó là cái gì nha. Rồi còn về chẩn đoán thì đương nhiên chúng ta sẽ đi từ lâm sàng, cận lâm sàng. Những cái lâm sàng chung như triệu chứng cơ năng thì nó có cái gì? Đa phần u buồng trứng chúng ta sẽ không có triệu chứng giống như u sơ u ngoại, chỉ đến khi nào nó to hoặc nó gây biến chứng cấp tính. Nè, triệu chứng tự ý đau buồng chậu, có những loại u sẽ làm xuất huyết tử cung bất thường, hay là những triệu chứng ngoài phụ khoa như là to bụng, bán bụng, hoặc là những cái u nó chèn ép thì đau, hoặc là men chèn ép tăng quan chèn ép từ tràn ngăn ở buồng chậu thì nó rồi giải phẫu ở buồng chậu thì nói liên quan về chèn ép nó sẽ chèn ép từ những cơ quan đó. Chỉ cứ thực thể khám phục đài cao âm đạo đập đập với tử cung dập của tử cung thì khối u không đi đập theo và có rãnh giữa tử cung và khối u. Đây là nguyên tắc khác u buồng trứng phân biệt với một cái khối không phải nằm trên tử cung. Những cái u nào mà nó lệch hẳn một bên buồng chậu, một bên hố chậu phải hay hố chậu trái thì đơn giản rồi. Còn có những cái u nó nằm gần gần đó hoặc là cái u nó lớn quá chẹt siêu mặt sai chúng ta sẽ cảm được là cái tử cung với cái buồng trứng nó sẽ cùng giống như ở trên tử cung. Tuy nhiên nếu khám đâu đó thì chúng ta sẽ phân biệt là mật độ của buồng trứng nó sẽ khác với mật độ của tử cung. Nha, buồng trứng, u buồng trứng chủ yếu là sẽ là mô phần dịch.
gan có thể hỏi chứng hoặc là hỏi chứng tác nữa. Y là ung thư nhưng thật sự có thể là lành tính. Khi mà gặp u buồng trứng mà bị nhẹ thì đỡ hơn là ung thư ung thư. Còn đa phần của khi cảm giác chạm cái buồng trứng sẽ có cảm giác căng ha, còn u sơ tử cung là cảm giác chắc một cái khối u sơ nó khác với một khối thịt buồng trứng. Rồi cái đó là kinh nghiệm của chị chia sẻ để khi em đi lâm sàng có thể cảm nhận ha. Thiệt sự đó bây giờ tại vì siêu âm phát triển nhiều á cho nên là thường người bác sĩ á không thèm khám luôn nữa. Đa phần phát hiện của buồng trứng là gì, là trên siêu âm siêu âm thấy cái u nè, rồi chứ còn khám để phát hiện và tự động khám thì chắc là cái u nó hơi lớn. Tai của bác sĩ bớt nhạy cảm, hồi đó không có siêu âm thì nhạy cảm có thể phát hiện cái u ba phân, nhưng bây giờ u ba phân chắc là khó bản thân chị còn khó phát hiện. Đến khi phải đo cái yêu cầu của em, có thể người yêu cầu của em sẽ nắm được cái u bao phân gì đó, chờ các con người khác có được đâu và đòi hỏi. Ha, của em thì tự nhiên có u 5 phân trở lên là ơn cảm nhận được chưa? Tại vì nó u 5 khá là lớn và nó tỏ đi về, nó tỏ một cái cao rồi. Ha, còn 3 phân là một cái chân thì chỉ không đòi hỏi rồi. Rồi, chị đi kiếm mới đầu đi lâm sàng khác với bà u buồng trứng á, tức là sao thành bụng qua mẫu chứ cũng mà thành bụng gầy như vậy thì làm sao mà sờ cái gì ha. Những chị mà thấy có ớn một chút thì chúng ta sẽ cảm nhận cái u buồng trứng dễ hơn. Rồi trên siêu âm trong u buồng chậu siêu âm vẫn là phương tiện đầu tay chưa thay thế ha. Thì trên siêu âm người ta sẽ có những cái phân biệt miễn nhiều là u lành tính hay miễn nhiều là u ác tính, đó có những cái này không phải là mình chỉ yêu cầu em siêu âm được, nhưng trên kết quả siêu âm với những cái u buồng trứng em phải đòi hỏi bác sĩ siêu âm người ta đọc được những cái này cho em. Nếu đã không đủ phải yêu cầu đọc lại những cái bản mình phải biết cái gì là đủ hay không đủ thì mình yêu cầu, nhưng mà đa phần các bác sĩ siêu âm bây giờ thì người ta sẽ đưa cho một cái u buồng trứng là phải trả lời cho tôi tất cả những dấu hiệu đó có nha. Rồi hoặc là chất đánh dấu u đây, hồi đó thì mình biết rồi ha, buồng trứng tại vì nó có nhiều loại tế bào, mỗi loại tế bào sẽ tiết ra một cái chất đặc trưng của nó nên nó có thể dùng để làm tiên lượng tức là đánh giá khả năng thành với một cái nồng độ cái chất phối hợp cao trong máu của người bệnh nhân thì miễn nhiều là những tế bào ung thư thì nó mới tiết ra những cái chất này ha, còn không phải là ung thư thì nó sẽ không tiết. Ví dụ ai
em và em trai. Đa phần cái này thì sao? Thường thường của bột chậu nó sẽ sử dụng em trai nhiều hơn, tại vì nó là môn về để đánh giá gì nghi ngờ ác tính hoặc chúng ta đánh giá giai đoạn thi chăm nha, trước khi phẫu thuật để chúng ta tìm phương pháp phẫu thuật phù hợp với giai đoạn. Chứ còn nếu một cái u buồn chưa có phải chúng ta nghĩ nhiều là lành tính thì chúng ta cũng chưa không cần phải xài ra nha, siêu âm cũng. Rồi đây là những chẩn đoán phân biệt. Thank you.
và trước khi mổ chúng ta phải làm cái nhiệm vụ là nghĩ nó là làm này á, tại vì làm tính chúng ta sẽ có phương pháp một khác mà ác có bị nhiều, tức là có nguy cơ ác tính trước khi mổ chắc chắn tôi không biết là cái này là làm này chắc chắn là ác tính đâu ha, mà với những cái tính chất, với những cái triệu chứng tôi khai thác được, với những phương tiện tôi đang có, tôi nghĩ nhiều nó là khả năng ác cao thì chúng tôi sẽ lựa chọn phương pháp một khác và lựa chọn như thế nào. Lâm sàng chúng ta sẽ thấy với những u nguy cơ cao người ta sẽ mổ như thế nào, làm ơn quan sát chỉ nhìn thôi chứ đâu có bắt mổ đâu, mà cũng không tìm, chỉ có cởi mở xem hoa thôi. Cái khi đi cái đó là những cái mà tụi em có thể biết thảo mai, thảo mai chỉ luôn, nhìn trên cái hồ sơ là biết rồi, mà tại vì không nghĩ là phải biết cái chuyện đó ha. Một cái tiếp thứ hai là lâm sàng tổng phải không, u buồng trứng lành tính thì chúng ta sẽ làm gì, mà nghĩ ác tính chúng ta sẽ làm gì? Tại vì cái bài này em sẽ không học lại lớp 6, mà lớp 6 em cũng gặp lại những cái bệnh đi chang về nè, thì làm ơn bây giờ đi cố học thì có chút khái niệm đi, sau này lên lớp 6 thì ta nói nhiều thêm chút nữa là biết. Lên lớp 6 tôi đi trắng luôn á, các bác chị 6 tụi em bây giờ là trắng bóc luôn á, mà tờ giấy không phải quên tờ giấy vàng, tức là đã xóa rồi, hiểu không? Tờ giấy cũ chứ không có được như tụi em là cắt tinh khôi luôn. Nhưng mà bây giờ tụi em là sắp vàng rồi, học vô xong rồi xóa, cái kiểu gì? Tự mình xóa chứ không ai xóa với mình đâu. Ha. Các cố gắng học được cái gì nhớ những cái điểm chỉ điểm chị. Ok. Đây. Nguyên tắc điều trị, nguyên tắc phẫu thuật. U buồng trứng nếu là u thực thể, dù trước đó nghĩ nhiều là lành tính, vẫn phương pháp mổ gì cũng vậy, nội soi hay mở bụng. Làm ơn đừng tự tin quá về bản thân trước khi chẩn đoán, chúng ta đều phải khám sát lại một lần nữa, vì lúc đó chúng ta là người tiếp cận cái u buồng trứng chứ không ai nói, đúng không? Chúng ta mở bụng chúng ta coi, chúng ta nội soi làm ơn khám sát hết tất cả các phần hút rửa ổ bụng, dịch ổ bụng để khảo sát nếu đây là nghi ngờ cái dịch đó là bất thường, quan sát buồng trứng đối bên, quan sát phúc mạc chậu, mạc nối, đó là những thành phần và cơ quan chúng ta cần phải khám sát chứ không phải vô ổ buồng trứng là cứ đâm đâm vô cái buồng trứng rồi bóc cái u đó rồi. Vấn đề quan trọng là hạn chế tối đa việc vỡ cái u buồng trứng trong khi chúng ta phẫu thuật. Dù chúng ta biết chắc chắn là ác lành tính đó, tuy nhiên cái dịch u buồng trứng nếu chúng ta nằm vỡ mà lành tính thì chúng ta không hút hết thì cũng sẽ làm ảnh hưởng cái cuộc mổ đó, ví dụ như nó viêm phúc mạc sau đó, nó làm nhiễm trùng, nó làm ác sinh sau đó. Ha. Còn nó mà là ác tính rồi là thôi rồi, tụi em là gì? Tụi em là tiếp tay cho tội ác. Tức là tụi em đẩy bệnh nhân vô cái giai đoạn xa hơn của ung thư nha. Do đó quan điểm đó là những nguyên tắc phẫu thuật của buồng trứng, cái nguyên tắc này không bao giờ thay đổi nha, dù mổ bụng hay nội soi. Đây cái bảng này là tương đối chỉ tổng hợp để tụi em có cái nhìn về sự trí buồng trứng, chứ nó không phải là bắt buộc và không phải là tuyệt đối nha. Sau này tụi em lớn lên, tụi em có đi sản hay tụi em học đi sớm, tụi em sẽ thấy có những tình huống mà nó không giống như vậy mà người ta vẫn làm khác, nó giống như vậy nhưng người ta vẫn làm khác ha. Còn cái này ở mức độ y vốn thì chị cho đây là đó là một
vậy thì mỗi loại tuổi nó sẽ có một loại ung thư buồng trứng khác nhau ha. Rồi nguyên tắc điều trị tiếp theo đó là gì? Trẻ tuổi mà bị nhiều lành tính thì chúng ta sẽ cố gắng chừa lại mô lành, chỉ bóc đi mô bệnh mà thôi, và hạn chế tối đa mất mô lành buồng trứng. Tại vì buồng trứng phụ nữ rất quý. Rồi còn chưa nghĩ đến chuyện quý thì phải mốt lên đi xã học tiếp xin biết quý như thế nào. Còn mẹ của con thật sự bây giờ cái loại tuổi ghi như vậy nó cũng không phải là tuyệt đối nữa. Với những bài trước 50 tuổi đủ con chưa mãn kinh tôi vẫn có thể bóc phù chứ tôi không cắt phần phụ mà. Tùy thuộc vào ý muốn nguyện vọng của bà bệnh nhân đó chứ không thể làm răng rắc theo chỉ định đi qua. Khi chúng ta đặt lên vấn đề để chúng ta đưa bệnh nhân này lên bàn mổ thì chúng ta phải có sự đồng thuận của bà này. À muốn chắc cái gì trên người bà phải đồng ý chứ mình không phải là đại diện thanh văn, hiểu không? Bây giờ là thời đại của chuyện tư vấn và sự phối hợp giữa bệnh nhân và thầy thuốc chứ không nói chị bị dày cắt đi thì chị bị dày cắt đi. Còn đương nhiên còn cái chuyện thứ ba nữa chị ghi như vậy là để có bạn nào thắc mắc là ủa tại sao người ta bị buông một chút mà đi cắt được khung của người ta không? Câu thứ ba, bệnh nhân trên 50 tuổi mãn kinh thì cắt cả hai đúng không? Có thắc mắc không? Câu chuyện này cũng rất bàn cãi. Nguyên tắc thường thường sẽ hướng đến bệnh nhân như vậy tại vì bản thân nếu mà cắt hai phần phụ rồi thì cái tử cung mà mãn kinh rồi thì cũng không làm gì. Tuy nhiên có một luồng ý kiến trái chiều người ta không chấp nhận cái tử cung và xu hướng bây giờ chỉ ghi như vậy để cho tụi em biết rồi phải để chị nói tụi em sẽ nhớ hơn. Còn khi mà chị nói là ở trên 50 tuổi mãn kinh thì cắt hai phần phụ thì nó còn gì để nói. Xu hướng bây giờ là bệnh gì cắt đó, không có xu hướng cắt tử cung nữa. Có khi những bà mãn kinh vô người ta chỉ cắt phần phụ hoặc người ta nghĩ là ung thư thì người ta không biết cắt hết. Còn là lành tính thì sao? Bà này có cái tử cung nó vẫn có giá trị của nó nè tụi em. Ha, cái tử cung là cái trung tâm của buồng chậu để nâng đỡ các cơ quan trong buồng chậu. Nếu cắt đi, nguy cơ sa sinh dục sẽ xảy ra. Nếu chúng ta kỹ thuật chúng ta cắt không tốt nhưng mà nếu có cắt thì vẫn có khả năng như vậy. Tại vì nó là cái bước chậu, tất cả các dây chằng treo đều qua cái tử cung. Ha, nên tử cung vẫn có tác dụng chứ không phải là không. Do đó có những người ta không muốn cắt tử cung chúng ta cũng không được quyền cắt. Chúng ta chỉ tư vấn nguy cơ là nếu chị để lại thì sẽ có nguy cơ ha của những cái bệnh lý về ung thư khác của sinh dục không ai nói trước được. Rồi chứ còn hồi trước đây là không, nguyên tắc mãn kinh là cắt sạch không cần bàn cãi, nhưng bây giờ thì không. Rồi hết. Cái bài ưu buồng trứng này thật sự nếu mà nói thì nói sẽ rất là nhiều và rất là dài. Nhưng mà ở mức độ y bốn thì chỉ muốn nói cái đó là tụi em chỉ nhớ cái đó. Tri thi cũng sẽ ra đề trong bao nhiêu đó. Vậy ha. Còn chúng ta nếu chúng ta muốn bàn sâu hơn, học thêm hơn lên đi 6 chúng ta làm cái chuyên đề đó chúng ta sẽ có cơ hội tiếp cận với cái chuyện này. Chứ bây giờ thì ví dụ như chị nói được siêu âm, nói về yoga, thì nói về cardio, thì nó thừa với tụi em quá, tụi em chưa cần phải nghĩ cái đó. Và cái bài đó cũng rất là dài ha, cũng không lên. Rồi tụi em có gì thắc mắc không? Bản gì? À, nãy giờ là nhiều bản lắm, không nhớ được bản gì này.
cái gì đâu. Thank you.
Thì hy vọng chị không có đi dạy thêm buổi nào.